mất đi ánh sáng không đồng nghĩa mọi ước mơ tương lai dừng lại. Vì bên cạnh vẫn còn có mái ấm gia đình. Hơn 6 năm bôn ba xa xứ làm nghề massage, anh Nguyễn Văn Quốc luôn khát khao được đoàn tụ gia đình. Vợ con là động lực cho mình làm. Làm xa thì cũng nhớ vợ con lắm mà chỉ biết là gọi điện hỏi thăm vợ con thôi. Hồi đó là mình cũng cực khổ, giờ để cho con mình gắng học nặng cho nó sau này đừng có giống như mình. Hành trình chạm tay vào giấc mơ của anh có trở thành hiện thực. Hãy tặng hai cho con ba điều ước từ chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Thần Tài Gõ Cửa, phát sóng lúc 19:10 Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.